Kênh i Channel xin chia sẻ thông tin tại sao nên sử dụng áo mưa bộ. Áo mưa bộ ngày nay đã và đang trở thành mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng nhất trong mùa mưa. Vậy bạn có biết tại sao mọi người lại lựa chọn áo mưa bộ mà không phải các dòng áo mưa khác? Áo mưa bộ được biết đến là dòng sản phẩm áo mưa cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Với thiết kế có cả áo và quần, đây là loại áo mưa chỉ dùng cho một người, có mũ, túi đựng. Tiện lợi trong quá trình đi mưa hoặc làm việc khi thời tiết khắc nghiệt, tại sao nên mua áo mưa bộ? ngoài ra bạn có thể tham khảo một số ưu điểm của áo mưa bộ luôn được người tiêu dùng đánh giá cao áo mưa bộ không chỉ đi mưa đây còn là một loại áo khoác đặc biệt có thể giữ ấm chắn dóc cực tốt thiết kế rời giữa quần và áo sử dụng áo mưa bộ người dùng có thể dễ dàng cử động đi đường dài làm việc thoải mái áo mưa bộ đa số có thiết kế phản quang giúp người dùng an toàn khi lái xe di chuyển khi trời tối mưa to khả năng che mưa cực tốt vì thiết kế như chiếc áo khoác và quần cánh tay có thể gập kéo sát, áo mưa bộ đặc biệt an toàn khi không bị bay, bị tung khi gặp gió. Tránh được tình trạng nguy hiểm, áo mưa bộ cao cấp thường được làm bằng chất liệu polyester phủ PVC cao cấp. Khả năng chống thấm tuyệt vời, nhược điểm áo mưa bộ, bên cạnh những ưu điểm thì áo mưa bộ có các nhược điểm và bất tiện sau. Chúng ta chắc ai cũng muốn cái gì tiện dụng và nhanh nhất, không như áo mưa cánh rơi, áo mưa bộ mỗi lần mặc vào hay cởi ra đều mất thời gian đặc biệt thời tiết thành phố hồ chí minh nơi những cơn mưa bất chợt luôn trầu trực để đổ xuống nếu sử dụng áo mưa bộ có khi bạn phải ướt hết người mới mặc được bộ áo quần mưa này vào người nhược điểm khi cất giữ phải cất giữ áo và quần gần nhau không cẩn thận có khi không tìm ra chiếc áo mưa hay chiếc quần mưa ở đâu giá thành áo mưa bộ cũng là một vấn đề bởi có giá thành cao hơn các loại khác bảo quản giặt rũ khi sử dụng xong nếu không muốn áo mưa bốc mùi bởi thiết kế như những chiếc áo hay quần nên diện tích tiếp xúc với ánh nắng nhỏ lâu khô hơn, vì vậy chúng ta cần phơi lên mỗi lần sử dụng. i Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 phần 7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.